vài cọng bao đâm thôi. Ngay xin gì ăn nghe các bạn. Ok thằng ăn đi. Bạn dầm dầm đó là bạn mới ăn à? Mình rớp cái nước trước à. Ngon nhất của nó là cái nước. Đúng không ok. Con không? Nay cha ăn mấy món rồi? Ăn mà mụn mị luôn, mụn mị luôn rồi. Ăn này con coi. Đúng không? Nóng quá. Chấm nước muối chanh nha mọi người. Từ. Còn lại vô gì? Đúng rồi, anh nghe nghe. Nước gì á? Nước kinh dục, nước trứng. Ồ vậy hả? Ở bên thường là em vô. Bắt đầu tiên. Em hai đầu nó mới xuống hết. Sao vậy? Đang giống Trang nè. Cô bả vô miệng của bà chị bớt ra. Wonderful. Hả? Wonderful. Wonderful. Chị người ta nói là có bầu mà ăn trứng ngan là con để ra nó sẽ trắng chứ không phải gì á. Thông minh. Ở ngoài quê em á. Ăn thịt lộn để cho con không có tóc. Nhiều tóc. Ăn trứng ngan. Bự nè, ăn để con thông minh. Mỗi người ăn 2 cái. Lắc lư ngon, lắc lư. Quầy hàng thật đáng yêu. Trứng úp lựu. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Ở ngay ngã tư gì tự nhiên quên rồi. Ngã ba chùa đường Phan Đình Phùng. Có một quầy trứng tiếp lộn. Đại gia lê bạn ăn quá thì ăn luôn cái 54 này luôn. Đây chuyện cái dòng họ ăn cũng nhiêu tiền luôn. Cái dòng họ ăn là mệt anh luôn. Để con đưa cho cô 4 ngàn. Cô cho con biết cái giấy cô. Chị đi ăn kem. Chồng chị đóng chị đi. Anh le hả? Được.